ngôi làng kỳ lạ nơi người dân không biết đi, chỉ biết bò. Ở một ngôi làng kỳ lạ thuộc vùng hẻo lánh ở Thổ Nhĩ Kỳ, người dân không ai có thể đi đứng bình thường, họ chỉ có thể bò bằng bốn chi và ngay cả đứa trẻ con cũng vậy. Ngôi làng kỳ lạ này nằm tại một vùng núi hẻo lánh ở Thổ Nhĩ Kỳ, rất xa trung tâm nên ít người biết về sự tồn tại của nó. Một ngày, du khách tham quan phát hiện cách đi đứng khác thường của người dân làng. Họ di chuyển bằng cả hai tay và hai chân trên mặt đất, chứ không phải đi thẳng lưng như người bình thường. Ban đầu, du khách cho rằng họ làm vậy là để thu hút sự chú ý của người ngoài. Tuy nhiên sau thời gian dài quan sát, du khách mới nhận ra những người ở đây đều di chuyển như thế, kể cả trẻ con. Do phải bò thường xuyên trên mặt đất nên cơ thể của người dân sống tại đây không giống như người bình thường. Xương lưng và eo của họ đã bị biến dạng, hông cũng rộng hơn. Bàn tay của họ cũng to hơn bình thường và sần sùi, thô ráp do thường xuyên bò mà không đeo các thiết bị bảo hộ như găng tay. Mặc dù bò như vậy nhưng tốc độ di chuyển của họ không hề chậm hơn so với người bình thường. Nhiều người cho rằng hiện tượng bò ở nơi đây là hệ quả của hôn nhân cận huyết. Do ngôi làng nằm ở vị trí hẻo lánh, người ngoài không ai muốn gả vào đây và người trong làng cũng không muốn cưới người ngoài. Người dân ở làng bò thường thể kết hôn cận huyết mà không biết việc này có hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Do đó, rất nhiều đứa trẻ sinh ra ở đây bị dị tật bẩm sinh, mất khả năng nhận thức và đi lại. Ngoài ra, một số chuyên gia nhận thấy kiểu đi lại của người dân ở làng bò rất giống triệu chứng lâm sàng của bệnh mất điều hòa tiểu não. Căn bệnh này khiến con người không có khả năng duy trì sự cân bằng của cơ thể do bị rối loạn tiểu não trong thời gian dài. Tuy nhiên, sự thật thế nào thì vẫn chưa có công bố chính xác.